Tiếp nối truyền thống hàng năm, mới đây Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Sơn La, đã tổ chức chương trình thiện nguyện món quà yêu thương tại xã Bon Phẳng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Phát biểu tại chương trình, ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại cho biết, với tinh thần lá lành đùm lá rách cũng như vì sự nghiệp phát triển tri thức cho các trẻ em học sinh, xóa đói giảm nghèo ở vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, giá trị chương trình lần này không lớn nhưng thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ giúp đỡ nhân dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Với những món quà hết sức thiết thực và đầy ý nghĩa, bản Cường Trai và bản Chăn đã được trang bị 2 bộ loa phóng thanh, 200 suất quà gồm gạo, nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập cho 50 hộ dân và 150 học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở xã Bon Phạm, đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh vui vẻ hơn khi đến trường.